iPhone cũ ra chỉ để sống một chiếc điện thoại. Nhưng mà bạn chưa biết hết những tính năng trong một chiếc iPhone mà các bạn đang sắp sửa mua. Vậy thì đây sẽ là một video rất cực kỳ hữu ích cho các bạn. Và Long Store, những người hào hoa và công nghệ. Đầu tiên là ở thanh công cụ, khi mà các bạn kéo xuống, các bạn chọn vào đèn pin. Các bạn nhấn giữ và sau đó chọn vào cái nút đèn pin mà các bạn muốn sáng. Và khi mà chúng ta đã bật đèn pin thì không cần phải chạm lại để các bạn có thể tắt. Thay vì vậy, các bạn sẽ lướt nhẹ qua là đèn flash của chúng ta sẽ tắt được rồi. Tính năng thứ hai đó chính là khi mà các bạn muốn di chuyển một ứng dụng nào đó thì không phải chúng ta chỉ còn nhấn một lần giữ một lần một ứng dụng, mà bây giờ thì chúng ta sẽ chọn được rất là nhiều ứng dụng để chúng ta có thể di chuyển. Như ở đây mình chọn được rất là nhiều tính năng và các bạn chỉ cần kéo thả qua sang trang mới, vậy là những ứng dụng đó đã có thể di chuyển được sang một trang khác cực kỳ nhanh. Và tiếp theo là tính năng ghi âm. Thay vì các bạn muốn xóa hết toàn bộ cái file đây thì chúng ta sẽ phải lướt từng cái để xóa, còn bây giờ các bạn chỉ cần chạm hai ngón tay. Bây giờ các bạn sẽ dùng hai ngón tay nhấn giữ vào phần âm thanh đó, chọn vào kéo xuống và các bạn chỉ còn xóa, như vậy thì sẽ nhanh hơn.